Kem chống nắng Biore là một trong những hãng kem chống nắng đã quá quen thuộc với chị em phụ nữ Việt. Không chỉ được biết đến với các sản phẩm chất lượng, Biore còn nổi tiếng là một thương hiệu tốt giá bình dân. Hãy cùng Dilys tìm hiểu tất tần tật về thương hiệu kem chống nắng này trong bài viết dưới đây. Một vài nét về thương hiệu Biore. Biore là một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Nhật Bản. Được thành lập năm 1980, Biore là một chi nhánh con của tập đoàn Cao. Thương hiệu Biore đã ra mắt tại thị trường Việt Nam hơn 20 năm nay và luôn là một trong những thương hiệu rất được phụ nữ Việt ưa chuộng. Đặc biệt là học sinh, sinh viên, tên gọi Biore là cụm từ tiếng Nhật mang ý nghĩa hai yếu tố quan trọng của con người. Bio nghĩa là sự sống và Ore nghĩa là vàng, bao hàm cả vẻ đẹp, sự thông minh và tính nguyên bản. Biore chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc và dưỡng da đa dạng từ sữa rửa mặt tẩy trang, sữa tắm, kem chống nắng đến các sản phẩm trị mụn, trong đó kem chống nắng là một trong những dòng sản phẩm nổi tiếng và có lịch sử lâu đời nhất của hãng. Hầu hết các sản phẩm của hãng hướng đến đối tượng giới trẻ vì giá thành bình dân. Mặc dù có giá thành khá rẻ nhưng người tiêu dùng hoàn toàn có thể an tâm về nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm kem chống nắng Biore bởi đây là một thương hiệu uy tín số 1 Nhật Bản. Review kem chống nắng Biore có tốt không? Thiết kế bao bì, mặc dù là một thương hiệu kem chống nắng bình dân nhưng Biore lại rất chú trọng vào thiết kế các sản phẩm của mình. Mỗi dòng sản phẩm của hãng lại có một màu sắc thiết kế hình dáng khác nhau vô cùng phong phú. Các tuýp kem chống nắng hay chai xịt của hãng đều được thiết kế phần vỏ và nắp chắc chắn với kích thước nhỏ gọn vô cùng tiện lợi. Sản phẩm chống nắng nào của Biore cũng được in dòng chữ Biore UV nổi bật dễ nhận biết. Chính nhờ những thiết kế đa dạng trong bao bì sản phẩm mà kem chống nắng Biore rất được yêu thích bởi sự bắt mắt và giúp người dùng dễ dàng phân biệt các dòng sản phẩm hơn. Kem chống nắng Biore có tốt không? Là một thương hiệu kem chống nắng giá rẻ nhưng các sản phẩm của Biore luôn được các tín đồ làm đẹp đánh giá cao với chất lượng tốt. Kem chống nắng của hãng có rất nhiều loại với nhiều dạng khác nhau từ dạng kem, dạng sữa, dạng gel đến dạng xịt phun sương. Các sản phẩm chống nắng của hãng đa số đều là sản phẩm chống nắng hóa học, giúp bảo vệ da khỏi các tia UV độc hại. Mỗi loại kem chống nắng của hãng lại có một ưu điểm riêng phù hợp với từng loại da như da khô, da dầu, da hỗn hợp. Các sản phẩm đều có chỉ số chống nắng SPF khá cao, giúp da được bảo vệ tối ưu nhất kể cả trong những ngày nắng nóng. Là một thương hiệu đến từ Nhật Bản, bởi vậy thành phần kem chống nắng Biore luôn đặt yếu tố lành tính và thân thiện với người dùng lên hàng đầu. Các thành phần trong kem chống nắng của hãng đều an toàn, không gây kích ứng cho da và chứa rất nhiều dưỡng chất tự nhiên giúp làn da tràn đầy sức sống như vitamin C, chiết xuất cam, chanh. Các loại kem chống nắng của Biore cung cấp các sản phẩm chống nắng vô cùng đa dạng với vô số dòng sản phẩm khác nhau. Có thể chia các sản phẩm chống nắng của hãng thành 4 loại sau đây: Biore UV Aqua, Biore UV Aqua Rich Watery BB Essence SPF 50+, Biore UV Aqua Rich Whitening Essence SPF 50+, Biore Aqua Rich Watery Essence Water Bay SPF 50+, Biore UV Aqua Rich Watery Gel SPF 50+, Biore UV Sara, Biore UV Daily Care Gel SPF 25+, Biore UV Perfect Face Milk SPF 50+, Biore UV Bright Face Milk, Biore UV Color Control CC Milk SPF 50+, Biore UV Perfect, Biore UV Perfect Block Milk, Biore UV Perfect Block Milk Cool SPF 50+, Biore UV Serum, Biore UV Anti-Pollution Body Care Serum Intensive White SPF 50+. Giá kem chống nắng Biore là một thương hiệu mỹ phẩm thuộc phân khúc bình dân, bởi vậy các dòng sản phẩm chống nắng Biore cũng có mức giá khá rẻ so với thị trường. Phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, các dòng kem chống nắng của hãng có mức giá từ 70.000 đồng đến 250.000 đồng. Đây là một mức giá vô cùng phải chăng cho một sản phẩm kem chống nắng có tiếng đến từ Nhật Bản. Kem chống nắng Biore loại nào tốt nhất? Biore cung cấp rất nhiều sản phẩm chống nắng đa dạng. Dưới đây sẽ là một vài dòng kem chống nắng của hãng được yêu thích nhất hiện nay của Biore. Một, kem chống nắng Biore UV Aqua Rich Watery Essence. Kem chống nắng Biore UV Aqua Rich Watery Essence là một dòng sản phẩm chống nắng rất được ưa chuộng của Biore. Dòng kem chống nắng này có chỉ số chống nắng khá cao với SPF 50 và 3 giúp bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời và ngăn các tia UV có hại cho da. Tuýp kem này có thiết kế nhỏ gọn, vừa tay với màu xanh trắng vô cùng bắt mắt. Thành phần của kem chống nắng Biore UV Aqua Rich Watery Essence gồm chiết xuất cam,
Bưởi, chanh và vitamin C giúp dưỡng da, làm trắng da và giảm thâm nám, tàn nhang. Sản phẩm thuộc dòng kem chống nắng hóa học nền nước nên có kết cấu mỏng nhẹ với khả năng thấm hút cao. Ưu điểm, chất kem mỏng nhẹ, nhanh thấm và dịu mát, không gây kích ứng cho da, không gây cảm giác nhờn. Xít, khả năng dưỡng ẩm cao, giúp làn da được mềm mịn, căng bóng, chỉ số chống nắng cao giúp chống các tia UV hiệu quả. Bảo vệ làn da khỏi những tác nhân có hại. Nhược điểm là dạng kem chống nắng có cồn và độ dưỡng ẩm cao nên không thích hợp với làn da nhạy cảm. Dễ bị dị ứng, có mùi cồn khá nồng. 2. Kem chống nắng Biore UV Perfect Block Miucun màu vàng. Kem chống nắng Biore UV Perfect Block Miucun là sản phẩm chống nắng với chỉ số khá cao SPF 50 và PA. Thiết kế của em kem chống nắng này khá nhỏ gọn với vỏ nhựa màu vàng, là dòng sản phẩm dạng sữa nên chất kem khá mịn, mỏng nhẹ và nhanh khô, khi thoa lên da rất dễ chịu và có cảm giác mát lạnh, sảng khoái. Ưu điểm, chất kem mỏng mịn, thẩm thấu nhanh và có độ kiềm dầu tốt, không gây rít nhờn, chỉ số chống nắng cao giúp ngăn ngừa các tia UVA, UVB có hại, bảo vệ làn da một cách tối ưu, không làm da bị trắng bệch hay lên tone da. Nhược điểm, sản phẩm chứa cồn nên không hợp sử dụng với da nhạy cảm, da khô, không có thành phần chống nước. 3. Kem chống nắng Biore UV Bright Femil màu hồng, với ngoại hình khá xinh xắn, màu hồng vô cùng dễ thương. Kem chống nắng Biore UV Bright Femil là dòng sản phẩm được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Với chỉ số SPF 50 và PA, Biore UV Bright Femil không chỉ có tác dụng bảo vệ làn da mà còn chứa các thành phần giúp dưỡng trắng da. Lớp kem có tone màu dạng phấn khá nhẹ và có thể sử dụng như một lớp kem lót vô cùng xinh xắn. Một nhược điểm của em kem này đó là thiếu độ ẩm, không thích hợp với làn da khô, đặc biệt là vào mùa đông. Ưu điểm, có nhiều tác dụng vừa chống nắng vừa giúp dưỡng trắng da, làm lớp lót make up. Có khả năng kiềm dầu, chất kem thấm nhanh, không gây bết dính da, là dòng sản phẩm có khả năng lâu trôi. Kéo dài đến 8 tiếng, thích hợp sử dụng hàng ngày, phù hợp với những bạn có làn da dầu hoặc da nhờn. Nhược điểm, có khả năng lâu trôi và bám khá lâu nên dòng kem này khó tẩy trang, cần tẩy trang kỹ. Mùi cồn khá nồng. 4. Kem chống nắng Biore Aquaric Watery Gel là một sản phẩm kem chống nắng dạng gel. Kem chống nắng Biore Aquaric Watery Gel với chỉ số SPF 50 và PA có thể sử dụng cho cả mặt và toàn thân. Sản phẩm này chứa các thành phần dưỡng ẩm với chiết xuất sữa ong chúa và hyaluronic acid giúp cung cấp độ ẩm cho da và chăm sóc da khỏi hư tổn. Chất kem của Biore Aquaric Gel thoáng mát và không bết dính. Ưu điểm, chỉ số chống nắng cao giúp bảo vệ da toàn diện. Chất kem lỏng như nước, thẩm thấu tốt vào da, để lại cảm giác thoáng mát, không gây kích ứng. Cung cấp độ ẩm cho da, giúp da được căng mượt, có thể sử dụng cho cả body và mặt. Nhược điểm, cần tẩy trang kỹ sau khi sử dụng gel chống nắng. 5. Kem chống nắng dạng xịt Biore UV Perfect Spray cho mặt và toàn thân. Sản phẩm kem chống nắng Biore UV dạng xịt vô cùng tiện lợi với chỉ số SPF 50 và PA, giúp dễ dàng hơn trong việc bao phủ các bề mặt da. Biore UV Perfect Spray có kết cấu dạng xịt siêu nhẹ, không gây bít tắc lỗ chân lông. Sản phẩm này có thể sử dụng cho mọi vùng da, cho cả mặt và toàn thân. Ưu điểm, chỉ số chống nắng cao giúp bảo vệ tối ưu làn da khỏi các tác nhân gây hại. Chất kem mỏng, siêu nhẹ và trong suốt không màu, dễ sử dụng, có khả năng chống thấm nước cao. Lâu trôi, thích hợp sử dụng cho các hoạt động ngoài trời hoặc dưới nước. Nhược điểm, sử dụng tốn hơn so với các dòng chống nắng dạng gel hay kem. 6. Kem chống nắng vật lý Biore UV Perfect Femil. Kem chống nắng Biore UV Perfect Femil với chỉ số SPF 50 và PA là dòng kem chống nắng vật lý với chất kem khá đặc với các thành phần giúp kiềm dầu, bảo vệ da và làm sáng da. Loại kem chống nắng này thích hợp sử dụng với các hoạt động ngoài trời, dưới nước. Ưu điểm, chất kem thấm hút nhanh, ít mùi cồn, khả năng kiềm dầu tốt, chỉ số chống nắng cao, để lại lớp bay nhẹ sau khi thoa, có thể dùng như lớp lót trang điểm. Nhược điểm, chất kem sau khi thoa khá khô, không thích hợp với những bạn gái da khô, cần tẩy trang kỹ sau khi dùng. 7. Kem chống nắng Biore UV Aquaric Watery Jelly Water Bay. Kem chống nắng Biore UV Aquaric Watery Jelly Water Bay là dòng kem rất thích hợp sử dụng trong mùa hè với kết cấu kem dạng Water Bay. Em chống nắng này khi lên da rất mát và dịu nhẹ, tạo cảm giác sảng khoái. Dòng kem chống nắng này có chỉ số chống nắng ở mức trung bình SPF 30 và PA với độ dưỡng ẩm khá cao. Ưu điểm, hiệu quả trong việc chống nắng, dưỡng ẩm kết hợp dưỡng trắng, kết cấu mỏng nhẹ. Khi thoa lên kem sẽ tan như nước rất mát. Nhược điểm, độ dưỡng cao, không thích hợp cho da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu.
chỉ số chống nắng không quá cao. Mua kem chống nắng Biore ở đâu? Chính hãng là một sản phẩm kem chống nắng bình dân. Bởi vậy các sản phẩm Biore khá dễ tìm ở Việt Nam. Bạn có thể mua kem chống nắng Biore ở các siêu thị như Big C, Vinmart, Circle K hay các nhà thuốc và shop bán mỹ phẩm. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể mua và order các sản phẩm Biore Nhật Bản tại các shop mỹ phẩm sách tay uy tín hoặc các trang thương mại điện tử uy tín như Tiki, Lazada, Shopee. Trên đây là toàn bộ những thông tin về thương hiệu kem chống nắng Biore. Dilis sẽ liên tục cập nhật các đánh giá sản phẩm mới nhất cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn của các thương hiệu. Link mua sản phẩm kem chống nắng Biore mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.